các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua dự luật được đề xuất sau một loạt các phiên tòa giữa những người dân làng với những người đi nghỉ mát hoặc những người hay phản nàn về âm thanh các con vật tạo ra. Đó chính là thứ âm nhạc của vùng quê, tiếng cành lá xào xạc, tiếng kêu của côn trùng, của động vật sẽ hợp thành một bản hòa tấu khi chúng ta nhắm mắt lại. Sự luật đề xuất coi âm thanh và hương vị đặc trưng của vùng nông thôn như một di sản phi vật thể cần được ghi nhận, nghiên cứu và bảo vệ các nhà lập pháp cho biết luật này sẽ ngăn chặn mối đe dọa đối với các vùng nông thôn của pháp khi quá trình đô thị hóa mở rộng luật cũng bảo vệ tiếng ve sầu tiếng ếch kêu tiếng máy kéo và tiếng chuông nhà thờ những âm thanh tạo nên dư vị đặc trưng của vùng quê